Rồi, xin chào mọi người. Mình muốn giới thiệu mọi người một cái farm mà mình đang làm ở đây, đó là mình sẽ đưa cái hóa cẩm tú cầu. Mình đã rất là dày công để đưa cái hóa này về chinh phục từ Đà Lạt và về đến Nghệ An, nhưng mà rất khó khăn mới đưa được nó về đấy. Khi đưa nó về thì chăm sóc vất vả lắm mọi người ạ. Đây, đây là những cây hóa mà mình đã tập trung để rời nó, di rời nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng lại lần nữa, trông để chăm sóc lại nó. Con đầu kia nó nhiều, khá nhiều hay. Đâu đâu gần cái bên này, bên này có đủ không? Cho băng thẳng nào, hai bên luôn. Thì mình rồi, cứ rồi, căn căn mình rồi. Gom được rồi. Thì đây là mình sẽ làm đây với mọi người thấy này, một cây hóa. Hóa đấy là cây hóa nó không chịu đựng được nắng nóng, nó đã chết. Chết khô luôn. Mặc dù bộ rễ của nó đã phát triển như thế này mà nó chết khô luôn mọi người này. Chết thẳn. Không phải đơn giản, nhưng mà còn những cái cây mà chúng sống ấy, mình bắt đầu tiến hành cho lắp hệ thống tưới luôn. Và lắp hệ thống tưới đến đâu thì mình sẽ chăm sóc đến đó luôn. Đó. Đó là tất cả những gì mà nỗ lực cố gắng để phát triển các cái vườn hoa đẹp. Ở đấy thì mình cũng đang làm các cái điểm trích. Bên này thì ui, chỗ này anh lấy hết luôn à? Lấy đưa sang không? Đó không có đâu, chỉ ở đây đưa lại đó để cho thẳng được nước cái thứ luôn. Khoan khoan nha. Giới thiệu với mọi người nha, để cái hóa cẩm tú cầu là cái dòng hóa ôn đới, nhưng khi về trong ở Nghệ An nó rất là khó tính mọi người ạ. Nhưng mà đây này, qua một cái mùa hè là nó sẽ bị chết rất là nhiều, nhưng mà những cái mâm nó vẫn lên như thế này, và chúng tôi sẽ lại tiếp tục di chuyển nó để trồng và chăm sóc. Thì đấy là những cái bước mà anh em chị em công nhân Hòn Mát rất là quan tâm và chăm sóc để có được những cây hoa mà phục vụ cho một quý du khách, cho đúng chúng tôi phải như thế này đây, phải vất vả để có thể kỹ lưỡng. Người ta nói nâng như nâng trứng hứng, nhưng hoa là đây đấy mọi người này. Để cắt này, chơi cho hoa bắt đầu là lên mâm khỏe này, rễ khỏe, bắt đầu mình phải di chuyển này. Di chuyển bắt đầu mình quy trình bón phân này, làm hệ thống tưới này. Đấy, chứ không phải là dễ dàng gì. Cái hoa là phải giữ cho được cái cụm rễ to như vậy để đảm bảo nó sống này. Đó, đấy là những cái luống hoa chúng tôi sẽ định hình phát triển tiếp này. Đấy. Xin giới thiệu với tất cả mọi người để mọi người thấy được là khi về thăm cái phan Hòn Mát, Phan Tây hay các cái đồi hoa nào đó trên cả nước, thì với cái tình yêu mến về nông nghiệp, với cái sự quý mến công sức của người lao động, xin mọi người nâng niu và cảm ơn những cái người đã tạo ra những cái cảnh đẹp cho cuộc đời. Xin cảm ơn.